Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì trước mặt Huy đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2019. Thì chủ xe ở quận 8, cá nhân đứng tên và mua xe tại Toyota Đông Sài Gòn. Xe này thì được bảo dưỡng hãng cũng khá là đều. Chất lượng xe thì còn rất là đẹp. Anh chị sẽ xem qua về một vòng về ngoại thất. Thì xe này bên Huy mới lái về sẽ tiến hành làm Marukuri, làm đẹp theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Thì bên Huy sẽ tiến hành là vệ sinh gầm, vệ sinh động cơ, vệ sinh nội thất cũng như là làm đẹp toàn diện cái sản phẩm này cho các anh chị. Và đối với một chiếc xe Innova số sàn 2019 thì đã được trang bị tới 7 túi khí và xe có đầy đủ những cái tính năng an toàn như là một cái sản phẩm 2021 hiện tại. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng như là ổn định điện thân xe, rất là đầy đủ nha anh chị. Còn sản phẩm thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, đã được cấp giấy chứng nhận về chất lượng của xe qua sử dụng, cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước cho các anh chị nha. Và bên Huy cam kết bằng văn bản đầy đủ cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Và sản phẩm này vẫn được bên Huy bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm 20.000 cây số, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nha. Sơ bộ về thông tin của sản phẩm cho anh chị nắm, Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Đây anh chị xem qua về sản phẩm màu trắng rất là đẹp 2019. Đó, mình sẽ đi một vòng quanh xe để mình xem chi tiết về sản phẩm nha. Anh chị có thể thấy được là cái độ đều màu của xe, khe hở giữa các chi tiết. Xe này chủ xe đi cũng khá là kỹ anh chị, vỏ còn rất là dài thì anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả. Xe được trang bị một số các phụ kiện như là che mưa, dán phim, nhìn đẹp trên kính, đây khe hở giữa các chi tiết anh chị thấy không? Rất là đều và đẹp. Những cái vị trí đường găng này anh chị thấy ha, đường găng này khá là đều. Rồi vị trí này để tránh việc trầy xước khi mà mở cửa, cái tay mình nó móng tay nó sẽ làm trầy cái bề mặt sơn. Chủ xe rất là kỹ. Đây các bạn, gầm nhún đó, bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh và làm đẹp lại cái gầm, anh chị yên tâm nha. Đó, vỏ bọng rồi còn rất là đẹp luôn. Xe của bên Huy thì luôn cam kết về chất lượng cho anh chị, đảm bảo không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số thì yên tâm, bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi và bảo hành cho anh chị là 1 năm 20.000 cây số. Đèn ha, sáng bóng luôn, 2019. Với mức giá 570 triệu thì Huy nghĩ là sản phẩm này sẽ được khách hàng đón nhận rất là nhanh đây. Đầy đủ những cái tính năng an toàn, chất lượng xe thì đảm bảo cho các anh chị. Vỏ còn rất là dày, mình chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi nha các anh chị, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì cả. Tại do bên hãng là bên Huy đã bảo dưỡng, đã kiểm tra, đã làm hết tất mọi thứ cho anh chị rồi. Anh chị cứ việc lái xe về và sử dụng thôi. Sơ bộ có phần nội thất cho các anh chị xem thì Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm nha. Chủ xe đi giữ rất là kỹ nội thất và còn rất là đẹp các anh chị. Huy mời các anh chị cùng Huy xem về sản phẩm. Đây anh chị coi ha. Đó, tập bì thì thực sự là Toyota Innova thì là một trong những cái sản phẩm mà khách hàng lựa chọn khá là nhiều về cái độ rộng rãi cũng như là về cái tính tiện nghi của sản phẩm. Bền bỉ ha, bền bỉ. Xe này thì bên Huy mới lái về, chưa có làm maru, chưa có làm đẹp lại, cho nên là nó hơi dơ một tí xíu, các anh chị thông cảm nha. Và hiện tại thì bên Huy đang đợi để vào làm đẹp. Đó, xe được chủ xe bọc da rồi. Bọc ni lông trần, dán phim, che mưa đầy đủ hết rồi. Anh chị chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi. Bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp, làm Marukuri theo tiêu chuẩn của Nhật Bản lại, vệ sinh toàn bộ nội thất bên trong, vệ sinh động cơ, vệ sinh gầm, đánh bóng toàn bộ xe lại cho anh chị. Cho nên là mình hoàn toàn yên tâm, chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi các chị. Huy quay sơ bộ thôi nha, cho anh chị nắm. Rồi sau khi mà bên Huy làm Marukuri xong rồi thì Huy sẽ quay kỹ hơn cho các anh chị. Nhưng mà nếu anh chị nào có nhu cầu thì có thể là mình đến mình xem xe thực tế mình coi. Đây, camera hành trình. Đó.
À, đầu DVD, Beyonder. Khá là ok. Đây, màn hình tắp lô, nó hơi bụi thôi nha anh chị. Đó, nó không trầy, còn rất là đẹp luôn. Với một sản phẩm 2019 thì anh chị có thể là vay được cái mức cao nha anh chị. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình cái mức cao. À, còn động cơ thì anh chị yên tâm nha. Chủ xe bảo dưỡng cũng khá là đều. À, với bên Huy đã có kỹ thuật kiểm tra 176 hạng mục. À, và xe thì bên Huy sẽ bảo hành về động cơ hộp số cho các anh chị 1 năm 20.000 cây số. Đó, cho mình hoàn toàn yên tâm. Chỉ 570 triệu thì Huy nghĩ là anh chị có thể tham khảo một sản phẩm đời cao 2019. Những hệ thống an toàn như túi khí thì 7 túi khí, tới 7 túi khí là các anh chị. Rồi những hệ thống như hỗ trợ khá hình gân dốc, ổn định điện thân xe. Rồi những hệ thống như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, mọi thứ đều có đầy đủ hết. Chỉ có 570 triệu, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với Huy, Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị, có thể hỗ trợ bớt lọc thêm cho các anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây, cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như anh chị nào mà chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì nhấn vào nút đăng ký kênh, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các chị và các bạn đến tham khảo và sở hữu cho mình một chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình nha các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.